hai ngày chờ đợi thì mình đã mua được cái ống nước như này. Đấy, ống nước này là phi 20, để chắc mười mấy 20 này. Đấy, và mình sẽ cắt ống này 4 mét cho các bạn. Mình sẽ cắt cái này ra, cắt đôi ra. Và mình sẽ bịt hai đầu lại để cho tạo thành một cái phao. Và mình sẽ bể, mình sẽ em đây, hình như các bạn thấy là mình sẽ để hai bên cái xe đạp này. Đó, tạo thành một cái phao hai bên. Đấy, và để cho nó nổi trên mặt nước, chúng ta có thể đạp được xe đạp nước. Ok. Ok, và đây cơ bản là cái xe đạp nước của chúng tôi sẽ như thế này. Đây mình chỉ trên lý thuyết thôi, chứ chưa ra thực tế nó như thế nào. Đấy, và cơ bản hai ống phao này tôi nghĩ là nó đủ khả năng để nổi đấy. Tiếp theo là tôi sẽ cố định nó. Cố định nó và thêm ở đây một cái chân vịt này để chúng tôi lái này. Đấy, và một bánh lái. Và phía sau kia là thêm những miếng gọi là miếng bánh xe để đạp. À, còn dây xích nữa. Dây tải nữa. Cơ bản là xong khoảng 90% rồi nha anh em. Đấy, bánh lái, chân vịt, in sau in trước. Đấy, bây giờ chỉ thiếu mỗi cái là cộng dây chuyền lực thôi. Lực nó là nói chuyền lực nó sang vậy chứ thực ra là cộng xích, cũng như sơn, sơn xe đạp. À, và cố định cái ống nữa, cố định cái ống nước vào cái chân này. Rồi, tôi sẽ dùng dây hay dùng gì để buộc. Đấy, ok. Và các bạn hãy chờ đón cái mà sản phẩm của chúng tôi sẽ được review vào chiều ngày hôm nay luôn nha. Ok, hơi cồng kềnh một xíu nhưng mà không sao, vui là chính mà đúng không? Ok. We'll be right back.
khá là cơ động, khá là hấp dẫn luôn. Vì chúng tôi quên mang mic lọc âm đi nên là âm thanh thu được tại thiên nhiên nó rất là ồn. Đấy, mong các bạn thông cảm. Và phía sau thật là kỳ diệu là phía sau mình kia là có con chó đang chạy theo, chó đang bơi theo. Đấy. Trong lúc mình đang đạp xe trên nước thì cũng tình cờ hai con bét của mình nó bơi theo. Ừ. Khá là thú vị các bạn ạ. Clip đến đây cũng sắp hết rồi. Đấy, các bạn thấy hay, thú vị, thấy bổ ích thì nhớ nhấn like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết để ủng hộ bọn mình. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều.